Ồ, mình Quay. đi vô vườn ông đây. Mấy cậu quay cái thợ ơi. Rồi nhà mình sẽ nghe thông tin về con ông này nha mấy anh chị, tập trung vào đây nghe một lượt đủ chưa? Đứng nhằn nhằn vô đây nè mấy em à. Đứng nhằn nhằn qua đây nó an toàn hơn nha. Đừng có đứng trước cửa này, chị nào mặc đầm mặc váy nó chưa vô làm tổ không biết à. Nói Gọi vậy nó sợ nhắn đường quá, đây nói sợ quá. Nó chưa kịp làm tổ nó ngợp nó chết tội nó, đừng mấy chị đừng cái sát sinh ha. Rồi mình sẽ nghe thông tin về con ông này. Cái con ông này là con ông mật, nhưng mà không phải ông mật của Việt Nam mình, mà nó là con ông mật giống của Italia Ý đó, nên người ta kêu bằng ông ngoại. Và ông ngoại hay ông nội hay bất kỳ con ông nào cũng vậy, miễn mà nó chích mình một cái là nó cũng chết luôn. Bởi vì cái kim của nó với cái ruột của nó gắn liền với nhau, nó chích mình là đứt kim và kéo luôn cái ruột, đứt ruột cái chết. Nhưng mà con này nó vẫn sẵn sàng nó chích mình để nó tự vệ, con này nó không có sợ chết, mà nó sợ duy nhất một thứ thôi, đó là khói, khói lửa mình á. Đặc tính của ông này chỉ sợ khói, nó giống hệt như đặc tính của đàn ông mình chỉ có sợ vợ thôi. Hay ha, hay ha. Nói chung là không có con gì đáng sợ bằng con vợ chứ ha. Và thường một tổ ông như thế này nó sẽ có ba cái thành viên trong đàn là ông thợ, ông đực và ông chúa nha. Nhà mình đang nhìn thấy số lượng đông là những con thợ, bởi vì con thợ này nó chiếm tới 99% trong đàn. Và con thợ này giới tính của nó là giống cái, nhưng mà cuộc đời của con thợ này nó chỉ sống được có 55 ngày là nó chết. Thường 40 ngày đầu con thợ này nó ở nhà nó xây tổ, còn 15 ngày cuối đời nó sẽ bay đi tìm mật. Mỗi ngày đi tìm mật thì trung bình con thợ này nó bay chu vi được 6 cây số. Và trước khi đi mật về nó cũng không đổ vào tổ liền, mà nó phải truyền miệng con này con kia khoảng 200 con nữa. Để cái lúc mà nó truyền miệng là nó nhả từ trong cái hàm lượng nước bọt vào thành phần mật ong có những cái chất kháng khuẩn. Nên cái mật ong này ai mà đứt tay hoặc bị bỏng mình lấy mật ong mình sát khuẩn nó mau lành vết thương. Còn mấy chị em phụ nữ mình cũng muốn làm đẹp mình lấy mật ong này mình trộn với lại bột nghệ đắp lên trên mặt của mình để nó vơi được những cái vết nám vết thâm vết tàn nhang trên mặt của mình nha. Đắp mà mấy chị để ý kiến nó bu quá là mật giả đó, mà đắp mình chai đẹp nó bu nhiều quá là mật thật đấy. Còn cái thành viên thứ hai là ông Đực. Ông Đực thì có mười mấy con thôi, nhưng cái buồn sinh sản nhiều quá người ta cũng giết bỏ ông Đực đi, tại vì ông Đực thì không có làm việc mà chỉ ở nhà nó ăn chơi và nó giao phối thôi. Cái gì? Tôi giao phối mới sinh. Có ông Đực làm cái gì? Rồi nó có đi làm hả? Tức là ông Đực là không ăn thua gì hết. Trời ơi trời. Cái này trong này mật ong hả ta? Ôi mật ong nè. Sao cái màu nó không được đẹp ha? Tùy tháng tùy loại ở bông nữa nó ra màu. Cái này 1 lít bao nhiêu ha chị ơi? Cái đó nửa lít phải không? Rồi cả nhà mình cầm trên quầy đóng nắp đóng tiền đóng hộp trên chợ đó chị. Trên quầy. 1 lít là 600 ngàn hả? 600. Ngoài đóng nắp đóng hộp có thương hiệu ngoài thì đóng cho mình ha. Mình có cần mua không anh? Mua nửa lít đi anh ơi. Rồi đông nửa lít đi. Tí xíu nữa gia đình nào có mua mật ong thì ghi tên cho em luôn nha. Đăng ký cho em coi là hết á, không có kẹp đâu lẹ đi. Cầm lên trên quầy nó đóng nắp đóng hộp trên quầy lên. Rồi 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 biết rồi. Cái chai này chỉ có nửa lít đúng không? Làm hai chai nữa thôi, uống chai thôi, nửa lít thôi, nửa lít là mình xài cũng hơi lâu lâu rồi. Chai đó 300 ngàn á, trong đó là 208 mà, chai nửa lít 208 nè.
ông tại quầy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.